Hòa Minji, xin mọi người nếu ai có clip trong tay hãy xóa giúp tôi. Tôi cầu xin cả nhà nếu ai có clip trong tay hãy xóa giúp tôi hoặc đừng đăng, nữ ca sĩ Hòa Minji khẩn khoản nói. Hòa Minji vừa lên tiếng xin khán giả ngừng chia sẻ video cô biểu diễn trong sự kiện diễn ra tối ngày 26 tháng 3. Theo nữ ca sĩ tại sự kiện, cô chọn chiếc váy hở vai, khoét eo. Trong hậu trường, chiếc váy rất ổn nhưng khi lên sân khấu, bị ánh đèn chiếu vào tạo nên hình ảnh có phần phản cảm. Ngay khi phát hiện ra sự cố trên, trong sự kiện, Hòa Minji nhờ MC Nguyên Khang nhắn nhủ khán giả không đăng clip biểu diễn của cô. Tuy nhiên, sau đó, các clip vẫn lan truyền trên mạng. Tối ngày 26 tháng 3, Hòa Minji biểu diễn một event. Trong quá trình chuẩn bị, tất cả mọi người trong ekip đều không thấy có vấn đề gì trong trang phục, nhưng khi lên sân khấu, ánh đèn chiếu vào gây ra những hình ảnh có phần bị nhạy cảm. Tôi rất sợ ồn ào vì tôi cũng đang không ổn chút nào. Tôi hy vọng mọi người đừng đăng các clip liên quan đến quá trình biểu diễn. Nhưng, đã có rất nhiều clip xuất hiện. Nữ ca sĩ cho biết, giọng ca thì màu, cầu xin khán giả ngừng lan truyền những đoạn clip đó. Tôi cầu xin cả nhà nếu ai có clip trong tay hãy xóa giúp tôi hoặc đừng đăng. Đây là bài học để tôi phải cẩn thận hơn trong tương lai. Rất mong mọi người lắng nghe và giúp đỡ tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Trước đó, trong một chương trình, Hòa Minji thừa nhận sự bất ổn trong tâm lý. Nữ ca sĩ chia sẻ, tôi chưa bao giờ gặp phải tình trạng như thế này trong đời. Thực sự tôi rất mệt mỏi. Những gì áp lực nhất trong cuộc sống tôi đã trải qua rồi, không hiểu sao sau một năm đến giờ tôi lại cảm thấy mệt mỏi như thế. Tôi trở thành người khó kiểm soát cảm xúc. Cô tâm sự mình là người chịu đựng rất giỏi nhưng đến bây giờ, cảm xúc cứ bộc phát và không thể tìm được cách chữa lành. Những chia sẻ của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ xót xa, lo lắng.